Nhận định Quảng Ninh với Nam Định. 18 giờ ngày 27 tháng 4 VLIO, Nam Định làm khách đến sân Quảng Ninh trong bối cảnh thiếu vắng đi những cái tên quan trọng ở cả trên sân cỏ lẫn trên băng ghế huấn luyện. Các cầu thủ Quảng Ninh vừa gỡ rối được vấn đề cá nhân, nay hoàn toàn tự tin vào việc tiếp đón Nam Định thủ trên sân nhà. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Than Quảng Ninh sau hai thất bại liên tiếp trước hai đội bóng thủ đô là Hà Nội FC và Viettel, nay đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng đất mỏ đang hơn đội xếp thứ 7 4 điểm, nên chỉ cần thắng 2 trên 3 trận còn lại ở vòng thứ nhất, Quảng Ninh sẽ chắc chắn có mặt trong top 6. Mặc dù vừa có những trận đấu không thành công khi làm khách đến sân thủ đô Hà Nội, nhưng các cầu thủ Quảng Ninh lại nhận tin vui khi vấn đề nợ lương đã được giải quyết phần nào, vấn đề bên ngoài sân cỏ được giải quyết. Chắc chắn các cầu thủ sẽ an tâm hơn và thể hiện tinh thần cao như hồi đầu mùa giải. Sân nhà Cẩm Phả cũng đã đem lại cho Quảng Ninh liên tiếp 4 chiến thắng trên sân nhà vừa qua. Huấn luyện viên Hoàng Thọ nhiều khả năng cũng sẽ có được sự phục vụ của cậu hò trò cưng là Nghiêm Xuân Tú sau chấn thương, bổ sung chất lượng cho hàng công của Quảng Ninh. Nam Định lại liên tiếp đón nhận nhưng tin chẳng mấy vui vẻ. Từ việc huấn luyện viên Phan Văn Sĩ sẽ bị cấm ở trận đấu đêm nay do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, đến sự vắng mặt của lần lượt những trụ cột như Đoàn Thanh Trường và Phan Văn Hiếu cũng vì án treo giò, Nam Định cũng đã phải ra về trắng tay tới 4 trên 5 chuyến làm khách từ đầu mùa giải. Kèo nhà cái Quảng Ninh với Nam Định. Quảng Ninh chắc chắn sẽ tìm lại được phong độ như thời điểm tháng 3 và đầu tháng 4, khi mà họ còn leo lên tận vị trí thứ 2 và bám đuổi sát sao đội đầu bảng. Lợi thế sân nhà sẽ là chìa khóa để tăng phần tự tin cho các cầu thủ Quảng Ninh và hướng đến 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng chật vật 3-2 trên sân nhà trước Thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít ngày là không đủ để Nam Định có thể cải thiện được chuỗi thành tích tệ hại trong những trận sân khách hiện có. Chọn Quảng Ninh. Soi kèo tài xỉu Quảng Ninh với Nam Định. Chớ trêu thay khi Nam Định đang là đội dẫn đầu ở cả số bàn thắng và số bàn thua từ đầu mùa giải. Điều này cho thấy hàng công của đội thi đấu bùng nổ nhưng hàng thủ cũng để lộ ra nhiều khoảng trống không kém. Quảng Ninh với những cái tên tấn công chất lượng sẽ đá một trận sòng phẳng với đối thủ trên sân nhà Cẩm Phả, hứa hẹn sẽ tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn. Chọn tài.